Đây là 6 cái giai đoạn mà tôi vẽ lại chi tiết hơn một chút xíu cho các bạn. Các bạn có thể chụp hình lại để mà tham khảo thêm. Đó. Thì cái giai đoạn số 5 chính là giai đoạn chiều sâu của nội tâm nha, của đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Mà các bạn biết đạo đức, trí tuệ và nghị lực đi sâu vào thì người ta gọi đó là tâm linh. Từ bi vô lượng, trí tuệ vô lượng, định lực vô lượng chính là tâm linh. Giới, định và tuệ đi đủ sâu thì nó là hành trình tâm linh thôi, chứ có gì đâu. Nên chúng ta hiểu nó là tâm linh cũng được. Chúng ta hiểu bằng một ngôn ngữ rất đơn sơ. Chúng ta có sống tốt hơn mỗi ngày không? Đạo đức. Chúng ta có nỗ lực hơn mỗi ngày không? Nghị lực. Chúng ta có hiểu biết hơn mỗi ngày không? Trí tuệ. Tức là các bạn đang bước vào hành trình tâm linh. Có thế thôi. Để rồi một ngày chúng ta cống hiến một cách rất chín chắn. Kinh nghiệm sống, kỹ năng sống, sự sâu sắc của nội tâm. Và khi chúng ta cống hiến bất cứ một cái điều gì cho cuộc đời, chúng ta đều lồng được đạo đức, trí tuệ, nghị lực vào. Chúng ta đều lồng được cái chiều sâu của nội tâm vào. Chúng ta đều lồng được cái ý nghĩa của cuộc sống vào. Vậy khi chúng ta lồng cái điều này vào, những cái ý nghĩa chiều sâu này cho cuộc đời họ được hưởng, thì đâu có gì là lập dĩ. Nó phải là thứ tốt đẹp chứ, làm sao mà lập dĩ được. Lập dĩ vì ít người đi, chúng ta gọi là lập dĩ. Nhiều người đi, chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng rất tuyệt vời. Nhiều người đi, cộng đồng sẽ rất tuyệt vời. Nhắc lại các bạn, bó đũa sức mạnh hơn một chiếc đũa. Các bạn cứ rời rạc, mỗi một người ở một doanh nghiệp khác nhau, mỗi một người ở một địa phương khác nhau, lâu lâu mới gặp nhau một tí cũng được, nhưng chưa tuyệt vời. Tuyệt vời là phải hội tụ về, cùng học, cùng hiểu, cùng hành. Rồi đến một lúc chúng ta trưởng thành đủ lớn, chúng ta còn hội tụ về cả vật lý nữa cơ. Bó đũa hội tụ rất quan trọng. Sức mạnh của cộng đồng nó mới mở ra được. Nên các bạn cứ mạnh dạn đăng ký nha, vào cái hành trình nhân sự kế thừa đi. Rồi mọi cánh cửa nó bắt đầu nó mở ra. Hầu hết chúng ta ở giai đoạn số 4 rồi chúng ta chết, màu tím đấy. Các bạn thấy chưa? Và lưu ý nếu chúng ta tập trung vào sự nghiệp gia đình nhiều quá thì sự cống hiến của giai đoạn số 3 chúng ta cũng ít quan tâm. Cống hiến mà nó hơi hăng một tí mình cũng mất dần. Còn có một số bạn thì vẫn giữ được cái sự cống hiến đấy, nhưng cống hiến theo chiều sâu, để lại một di sản, để lại một tác phẩm thì khó. Đây những anh chàng lập dị. Đây là những anh chàng lập dị. 6 giai đoạn, giờ chúng ta rút lại còn 4 giai đoạn. Đi học, sự học, sau đó đi thẳng vào chiều sâu của nội tâm. Các bạn được học nền tảng của đạo lý, được chạm vào đạo nha, được chạm vào chiều sâu của nội tâm từ lúc trên ghế nhà trường hoặc từ những năm đầu đời đi làm. Các bạn chạm được vào lời dạy của các bậc thánh hiền từ những lúc cấp 1, cấp 2, cấp 3 và từ những lúc đi làm. Là xu hướng các bạn sẽ chạm vào chiều sâu của nội tâm. Một số bạn vẫn có sự nghiệp, vẫn có gia đình. Một số bạn bỏ qua sự nghiệp và gia đình luôn, đi thẳng vào cống hiến chín chắn. Giống như mẹ Teresa là đi thẳng vào sự cống hiến chín chắn. Hầu hết chúng ta vẫn phải qua sự nghiệp và gia đình, nhưng sự nghiệp và gia đình không trói chân chúng ta được nữa. Cái gia đình nho nhỏ nó không trói chân của mình được. Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Nó không trói chân mình được. Những cái giấc mơ còn con đó nó không trói chân mình được. Các bạn hình dung chưa? Đấy. Thời trẻ mà đã tìm thấy được ý nghĩa cuộc đời là gì, giá trị sống chân thật là gì, chạm được phần nào vô đạo lý, vô chân lý là gì. Đây là những con người hiếm và hay bị coi là lập dị. Nhưng chúc mừng các bạn, các bạn là những người rất đặc biệt đấy. Rất đặc biệt đấy nha. Các bạn nào mà thấy những bạn trẻ mà có cái tố chất đặc biệt như thế này, nhớ giới thiệu cho chúng tôi nhé. Có quà tặng đặc biệt. Bạn nào mà giới thiệu được một người là có quà tặng đặc biệt ngay. Quà tặng một lớp rất đặc biệt tên là Đọc Vị Bất Kỳ Ai.
học xong là các bạn hoang mang gấp đôi. Nhưng lớp rất hay à. Lớp này mở ra đến đâu là đông kín đến đấy, cả nghìn người học. Và lưu ý, lớp này là chúng tôi làm cộng đồng, làm miễn phí, nhưng vì nó đông quá nên những anh chị nào có đóng góp cho cộng đồng chung thì luôn luôn được ưu tiên à. Những anh chị nào làm giáo dục là được ưu tiên à. Vậy theo các bạn, hành trình nào thì nó đơn giản và hành trình nào thì nó phức tạp? Cuộc đời của chúng ta sinh ra rất đơn giản, đúng không? Thời nhỏ chúng ta rất ngây thơ nên rất đơn giản. Đơn giản vì sự ngây thơ thiếu hiểu biết. Rồi cái hành trình mưu sinh nhá, sự nghiệp gia đình nó cuốn phăng mình đi. Ngày ngày đi làm rồi đếm tiền rồi lo con ốm rồi con ăn rồi nó đi học cái gì. Doanh nghiệp của mình sống chết ra sao, nó đè nặng lên đôi vai của chúng ta. Thấy cuộc sống trời ơi nó phức tạp quá. Về nhà vợ chồng chửi nhau trời ơi nó phức tạp quá. Con khóc trời ơi nó phức tạp quá, đúng không? Đến cơ quan có bồ nhí trời ơi nó cũng phức tạp quá. Đấy, các bạn thấy nó rối rắm ghê không? Rối rắm rất ghê nha. Cái ô màu đen này này là rối rắm ghê lắm đấy. Nhờ cái sự phức tạp đó đó, nhờ cái sự khổ đế đấy, khó khăn khổ đế nó đổ ập về đấy, thì các bạn bắt đầu có xu hướng tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo, tầm sư học đạo để nó gỡ cái sự phức tạp rối rắm này này. Nên những bạn nào mà đang thành công mà bị phá sản là một tin vui, vì các bạn sẽ gỡ nhanh hơn những người thành công luôn đến già. Thành công luôn đến già họ không gỡ được đâu. Nhá, đang thành công mà rồi lại lao đầu xuống dốc để mình kịp nhận ra. Đang hạnh phúc rồi tự nhiên nó lục đục, ồ hay vô cùng. Đang khỏe mạnh tự nhiên nó ốm đau bệnh tật, ồ hay vô cùng. Nó là cái điều kiện để các bạn phát hiện ra cuộc sống này vốn phức tạp. Việc chúng ta phải gỡ nó, việc là chúng ta phải đi xuyên qua nó. Và muốn gỡ nó, muốn đi xuyên qua nó thì quay ra bên ngoài không giải được. Con quỷ nó đố chúng ta quay ra bên ngoài không giải được. Chúng ta phải quay vào bên trong. Cái hạt giống đó, nó nằm ở bên trong mình. Và trước khi để nhìn được cái hạt giống đó thì chúng ta phải tầm sư học đạo. Vì chỉ có mấy ông thầy dạy về đạo học, dạy về chiều sâu của tâm thức mới chỉ cho mình được. Mấy ông thầy dạy kiếm tiền không chỉ được. Mấy ông thầy chỉ được đâu chỗ nào có tiền thôi. Còn chỗ nào có đạo ông không chỉ được. Các bạn thấy đúng chưa? Đấy. Thế là các bạn tầm sư học đạo, rồi một ngày các bạn vỡ ra, các bạn nhận ra, ồ hạnh phúc là từ bên trong chính mình. Mình chỉ cần xử lý lại mình cho đủ sâu, thế là sao? Và các bạn bước vào hành trình chuyển hóa sâu sắc. Các bạn có thầy hiền trí, có nhóm bạn tốt, có tủ sách tinh hoa. Các bạn thường suy ngẫm về cái sự chuyển hóa bên trong chính mình, đúc kết lại. Để rồi một ngày các bạn trở nên đơn giản. Cái sự đơn giản này do sự minh triết mà có, do sự sâu sắc mà có. Cái hành trình của cái trục bánh xe nó bắt đầu viên mãn. Trục bánh xe nó bắt đầu mọc lên thành một cái cây cổ thụ. Đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó mọc lên thành một cái cây trưởng thành. Thì các bạn trở thành đơn giản, trở thành minh triết, có thế thôi. Thì cái chặng đơn giản này là cái chặng vô cùng tốt đẹp. Hạnh phúc đến từ những điều rất giản đơn, rất bình dị nhưng rất sâu sắc. Nên bạn nào mà nhìn cuộc đời bằng những ánh mắt rất đơn sơ mà vẫn rất hạnh phúc, mà vẫn có chiều sâu, chứ không phải hạnh phúc kiểu như một đứa trẻ thơ quăng cho cục kẹo rồi nói ô đời hạnh phúc quá, không phải nhá. Hạnh phúc đến từ các bạn nhìn đời đơn sơ nhưng lại có chiều sâu. Thì những bạn đó là có tố chất hơn người. Giới thiệu ngay cho ban tổ chức, giới thiệu ngay cho chúng tôi, cũng có quà tặng đặc biệt. Các bạn hình dung chưa? Quà tặng đặc biệt lúc này không phải là lớp đọc vị bất kỳ ai nữa, mà một lớp khác cũng rất đầu gấu, gọi là lớp một ngày hạnh phúc. Các bạn được học đến 2 ngày miễn phí lận, nhưng mà trong đó chỉ có một ngày hạnh phúc thôi. Vì ngày đầu tiên là nó gỡ cái ô màu đen ở giữa màn hình, phức tạp, rối rắm, đau khổ.
Ngày thứ nhất là đập vỡ nỗi khổ niềm đau, để rồi chúng ta hiểu nó, chúng ta đi xuyên qua nó, thì chúng ta ngày hôm sau là ngày hạnh phúc. Học 2 ngày nhưng thực sự có mỗi ngày hạnh phúc thôi các bạn nhé, không sao cả, thế là ngon rồi, còn hơn cả đời nó rối rắm phức tạp. Yeah. Đấy. Đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản. Và rất nhiều sách nó viết về sự đơn giản. Sống đơn giản cho mình thanh thản, đơn giản hóa cuộc sống, đơn giản hóa tình yêu. Nó có một cuốn gọi là Đơn giản hóa tình yêu, ở nhà tôi có sẵn mà tôi chưa đọc, xem nó đơn giản hóa tình yêu kiểu gì. Vì tôi thấy tình yêu nó vốn phức tạp. Nam đơn yêu thì có vẻ đơn giản hơn, nhưng nữ yêu tôi thấy phức tạp lắm. Rồi có mấy cái câu đúc kết của Đức Phật này, cực kỳ đơn giản mà cực kỳ hay nha. Vô bệnh lợi tối thượng, chi túc giàu tối thượng, thành tín tình tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Vô bệnh, một con người sống luôn luôn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, lợi ích lớn nhất. Không phải kiếm tiền là lợi ích lớn nhất, không phải danh vọng là lợi ích lớn nhất. Vô bệnh, luôn luôn khỏe mạnh cả thân và tâm, lợi ích lớn nhất. Chi túc giàu tối thượng, làm thế nào là giàu có nhất? Chi túc, biết đủ. Chi túc dịch ra là sống biết đủ. Biết đủ là người giàu có nhất. Chúng ta là một người có hai đống vàng. Chúng ta ngồi lên hai đống vàng đó, nhìn sang thằng hàng xóm nó có ba đống vàng rồi tức. Vậy chúng ta giàu chưa? Rồi giàu để làm gì để rồi tức cái thằng bên cạnh? Nhà mình có một căn biệt thự, một ngày đẹp trời thấy cái thằng hàng xóm nó đập đi, nó xây căn biệt thự to hơn. Các bạn giàu chưa? Mua được chiếc xe đạp, nhìn sang thằng bên cạnh xe máy. Mua được chiếc xe máy, nhìn sang thằng bên cạnh nó có ô tô. Mua được chiếc xe ô tô, nhìn sang bên cạnh nó có máy bay trực thăng. Nhìn sang máy bay trực thăng nó có du thuyền. Lòng tham là vô đáy, nên sự giàu có dựa trên lòng tham không bao giờ có đáy. Đấy không phải là sự giàu có đích thực. Giàu có đích thực, chi túc giàu tối thượng. Sống biết đủ là người giàu có nhất. Đấy, Đức Phật định nghĩa đấy, hay chưa? Câu này mà đến gần 40 tuổi tôi mới ngẫm nghĩ xong. Tôi mới bảo trời ơi, sao mà các ngài ngày xưa dạy hay thế, mà mình đến nửa đời người mình mới ngộ ra. Mà đọc câu này không biết bao nhiêu lần rồi mà không ngộ được. Mình cũng chỉ cảm nhận được sơ sơ thôi. Nhưng đến khi đi nửa đời người, suy ngẫm không biết bao nhiêu hoàn cảnh, va đập không biết bao nhiêu cuộc sống, lên voi xuống chó mấy lần, thì nhận ra ồ, quả là hay. Chi túc là giàu tối thượng, sống đơn giản và biết đủ, đấy là người giàu có nhất. Thành tín tình tối thượng, tình cảm nào tốt đẹp nhất? Câu hỏi hay không? Đức Phật không định nghĩa đó là tình mẹ con, không định nghĩa đó là tình vợ chồng. Ngài không định nghĩa cái khái niệm yêu đương là tình đẹp nhất. No. Các nhà thơ, các nhà văn cứ việc nói tình yêu nam nữ đẹp nhất, kệ các nhà thơ, nhà văn. Một bậc giác ngộ định nghĩa này, thành tín tình tối thượng. Đơn giản dễ sợ không? Mà hay không? Chân thành và uy tín, tình cảm tốt đẹp nhất. Đến với nhau thì phải chân thành, đến với nhau thì phải trung thực. Có sự chân thành, có sự trung thực, uy tín tự nhiên nó đến. Thành tín tình tối thượng. Các bạn áp dụng cái này thật chắc vào. Đối xử với ai thật là chân thành, thật là trung thực đi nha. Rồi uy tín từ từ nó xuất hiện. Rồi từ từ các bạn sẽ thấy tình cảm đối với nhau tự nhiên nó khăng khít. Tự nhiên đối xử với nhau như những người bạn thân, tri kỷ. Và cuối cùng, niết bàn lạc tối thượng. Thì thú thực tôi chưa vào niết bàn bao giờ, nên tôi không giảng được câu này. Các bạn hình dung chưa? Tức là mình bớt bản ngã đi thì được, chứ mình vô ngã thì mình chưa đạt được. Nhưng mà các bạn cứ để ý, khi mà cái tôi, cái bản ngã của chúng ta to ra là chúng ta mất hạnh phúc, đúng không? Khi chúng ta cãi nhau là có phải cái tôi của mình nó muốn thắng không? Thì nó mới sinh ra cãi nhau, sinh ra xung đột. Thì rõ ràng là không cãi nhau, sống hòa thuận, hạnh phúc hơn người cãi nhau. Không cãi nhau, sống hòa thuận, tức là bản ngã nó nhỏ lại. Xung đột, cãi nhau, tranh giành của nhau là bản ngã nó to ra. Nên bản ngã nhỏ thì hạnh phúc hơn bản ngã to.
thì vô ngã. Vô ngã chính là Niết Bàn. Tu tập để bản ngã biến thành vô ngã chính là đạt được trạng thái Niết Bàn, lạc tối thượng. An lạc nhất chính là Niết Bàn, an lạc nhất chính là vô ngã. Đó. Thì ở cái câu này thì tôi thích hai câu ở giữa nhất. Đó là chi túc giàu tối thượng và thành tín tình tối thượng. Và hai cái này tôi ứng dụng triệt để cho đời sống của chúng tôi. Cho chính mình và đời sống của anh em, chúng tôi áp dụng rất triệt để. Đã là sống là phải đơn giản và biết đủ. Và đối xử với nhau là phải thành tín, chân thành và uy tín, cứ thế thôi. Rồi tự động tất cả những cánh cửa khác nó mở ra. Nên qua đây chúng ta lại nhận ra điều gì? Đỉnh cao của sự phức tạp chính là sự đơn giản. Thấy nó đơn giản ghê không? Bao nhiêu mối tình, bao nhiêu tâm tư tình cảm, cuối cùng Đức Phật co lại thành tín đi con. Bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu cày bừa, tiền bạc, chứng khoán, tài sản, nhà đất, Đức Phật đúc kết lại thành một câu: chi túc đi con, biết đủ đi con. Thế là xong rồi. Các bạn thấy hay không? Những bậc thầy minh triết, cái lời dạy hay vô cùng. Có nhiều người cả đời không hiểu nha các bạn nhé. Chết vẫn không hiểu cái câu chi túc giàu tối thượng. Đến chết vẫn không hiểu thành tín là tình tối thượng. Cuộc đời của họ toàn lừa đảo lẫn nhau thôi. Thì làm thế nào hiểu được thành tín? Tiền bạc thì rất nhiều nhưng đến từ thủ đoạn, đến từ lừa đảo, không thể nào hiểu được chữ thành tín. Lòng tham vô đáy, hưởng thụ, ăn chơi, sa đọa, không thể nào hiểu được chữ biết đủ, không thể nào hiểu được chữ chi túc. Subscribe, nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ thầy Trần Việt Quân bạn nhé. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới, truy cập bka.edu.vn/ck3h.